Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của thành phố Sông Công là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Sau vòng thi cấp cơ sở diễn ra sôi nổi, 23 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc thành ủy tham gia hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Sông Công năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 5 tới đây tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi, chào hỏi, điều hành và tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung thi tập trung vào những nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ. Đến thời điểm này, 100% thí sinh đã tự tin sẵn sàng cho hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp thành phố năm 2024 với tinh thần khí thế cao nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo linh hoạt trong công tác tổ chức, hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở sẽ thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Sông Công năm 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị thành phố.